Vâng, ô tô cũ đoàn nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của đoàn nghị. Trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2020. Ô tô cũ đoàn nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em lại quay vào báo giá tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng để cho quý vị được tham khảo. Quý vị nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại cửa hàng em thì hãy cứ nhấc máy alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ báo giá chiếc đầu tiên là chiếc Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2016, phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng bản E xịn các bác nhé. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 339 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, một mẫu xe quốc dân, sơn xi màu đen tuyền, trang bị 4 bánh nhau đúc, ABS, túi khí đầy đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Dương. 339 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ toàn quốc cho quý bạn nhé. Đấy, một chiếc Toyota Vios này, sơn xi màu đen rất là đẹp, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 1 năm 2022 các bạn nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Nội thất rất là đẹp, 339 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2015, phiên bản là số sàn máy 1.25 bản 4 máy, mang biển số 17A 18600. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Kia Morning form mới bản Việt. Đấy, nắp ra trong nước các bác nhé. 215 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning. Nội thất đây, rất là bắt mắt luôn. Màn hình cam nồi đầy đủ rồi, khóa khiển. Đăng kiểm còn đến tháng 12 năm 2021. Một chiếc Kia Morning sản xuất 2015 quý bạn nhé. Sơn xi màu trắng ngọc trinh, mang biển số Thái Bình. Chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Gencha có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn máy 1.2, con này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này, mang biển số 15A 01371. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng. Các bác đã sở hữu chiếc xe Daewoo Gencha nhập khẩu, xe gia đình không taxi, không dịch vụ qua nhé, bản sedan này đâu, 4 bánh nào đúc, dàn nốt của nó rất là đẹp luôn. Đấy, túi khí ABS đầy đủ, mang tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đó, các bạn xem rất là đẹp, bô lăng 4 chấu này, 2 túi khí các bác nhé, màn hình cam nồi đầy đủ, 195 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2015, phiên bản là số sàn máy 1.0, con này là bản đủ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Grammy 10 nhập Ấn này, sơn xi màu đỏ các quý bạn nhé, trang bị 4 bánh nhau đúc, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022. Đấy, đăng kiểm dài miên man các bạn nhé. Vâng, đây là phần nội thất của xe này, ghế da trang bị màu đen, màn hình Android, đề lửa sơ đa tốp, tích hợp trên bô lăng. Một chiếc Hyundai Grammy 10 sản xuất 2015 bản đủ, 258 triệu đồng quý bạn nhé, bao gồm phí rút hồ sơ. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2011, phiên bản là số sàn máy 1.1,
Đấy, mang tên tư nhân biển Hà Nội, mang biển số 29A 32049. Con này bản lưng sờ bóp các bác nhá. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 135 triệu đồng, 135 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning bản Việt, bản lưng sờ bóp. Đăng kiểm còn đến tháng 3 năm 2021. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da trang bị màu đen, màn hình cam nuôi đầy đủ. Một chiếc Kia Morning. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về tránh mưa tránh nắng này, tập lái quá ok. Chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Gentra. Chiếc Daewoo Gentra có năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011. Mang biển số Hà Nội 29A 12793. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng. Đấy, con này nhập khẩu máy 1.2 các bác nhá, bản sedan hai đầu, trang bị 4 bánh ao đúc nguyên bản, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện cụp xe. Một chiếc Daewoo Gentra. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da trang bị màu đỏ đen các bác nhá. Bô lăng 4 chấu, túi khí ABS đầy đủ. Mang biển số Hà Nội. Bác nào Hà Nội, Sài Gòn thì đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Một chiếc Daewoo Gentra bản sedan hai đầu, 195 triệu đồng. Đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2021. Và em lại đến một chiếc lại là chiếc Ford Escape. Chiếc Ford Escape có năm sản xuất 2008, phiên bản là số tự động, máy 2.3, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng, mang biển số 30F 55037, 275 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý bạn nhé. Đấy, một chiếc Ford Escape đăng ký là 5 chỗ ngồi. Đấy, thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Đấy, một dòng xe thương hiệu của Mỹ đi cực kỳ lành luôn. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đó các bạn xem, trang bị màn hình cam nuôi đầy đủ rồi, túi khí ABS đầy đủ. Một chiếc Ford Escape sản xuất 2008, 275 triệu đồng. Cam kết với bạn là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, máy số zin. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Forte. Kia Forte có năm sản xuất 2008, phiên bản là số tự động, máy 1.6, máy xăng, con này bản full các bác nhé. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng. Một chiếc Kia Forte. Sơn si, độ đồng sơn zin của chiếc xe này còn khá nhiều này. Mang biển số 15A 07968. Xe gia đình các bác nhé, không taxi, không dịch vụ. Nốp dép rất đẹp luôn, túi khí ABS đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. 315 triệu đồng cho một chiếc Kia Forte này. Cam kết các bác là máy số zin. Bô lăng 4 chấu này, tích hợp trên bô lăng. Một chiếc Kia Forte số tự động, máy 1.6. Chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Lachetti. Chiếc Daewoo Lachetti có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng, mang biển số 15A 12577. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 175 triệu đồng. Một chiếc Daewoo Lachetti xe gia đình bản Việt, bản sedan hai đầu, 4 bánh hàng đúc, lốp dép rất là đẹp quý bạn nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Một chiếc Daewoo Lachetti. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Màn hình cam nuôi đầy đủ rồi. Đấy, con này là sản xuất 2010 các bạn nhé, 175 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ toàn quốc cho quý vị và các bạn. Chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze có năm sản xuất 2012, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng, con này là mang biển số 24A
00985. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng cho một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2012, xe gia đình, sơn xi màu trắng ngọc trinh. Đấy, một chiếc Chevrolet Cruze thương hiệu của Mỹ các bác nhé, tôn vỏ mỏng tang, nội thất này, nội thất tươi đẹp. Đấy, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Một mẫu xe gia đình. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota. Toyota Innova có năm sản xuất 2009, phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng, mang biển số 30F. Đấy, 30A57500. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. Một mẫu xe lồi đồng cuối đá Toyota Innova bản G, bản G đã lân kịch đồ các bác nhá. Đấy, sơn xi sáng bóng sạch sẽ, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đó các bạn xem, nội thất thì rất là bắt mắt, trần nỉ. Trang bị hai dàn điều hòa độc lập, với một dàn điều hòa đằng trước là ba dàn điều hòa. Đấy, bản di lưng các bác nhá, lưng kịch đồ rồi. 235 triệu đồng cho một chiếc Toyota Innova. Chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Vivante. Chevrolet Vivante có năm sản xuất 2008, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng, con này là bản đủ, mang biển số Quảng Ngãi 73 02074. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 170 triệu đồng. Một chiếc Chevrolet Vivante thương hiệu của Mỹ, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2021. Sơn xi màu đen tuyền các bác nhé. Một mẫu xe 5 cộng, 170 triệu đồng. Tablo tao ly của nó này rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, một chiếc Chevrolet Vivante 170 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Carren. Chiếc Kia Carren có năm sản xuất 2010, số sàn máy 1.6 máy xăng, mang biển số 36A 25879. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 236 triệu đồng cho một chiếc Kia Carren thương hiệu Hàn Quốc. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Innova. Toyota Innova G có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng, mang biển số 35A 10104. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 290 triệu đồng. Đấy, con này là bản G, bản đủ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy dịch vụ này, quán ok các bác nhé. Vâng, đây là phần nội thất của xe. Các bác xem, nội thất rất là tươi luôn. Đấy, nội thất rất tươi, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Linh Bình các bác nhé, 35 Linh Bình. 290 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Forte. Kia Forte có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động, máy 1.6 máy xăng. Con này bên em đang chào bán với giá là 309 triệu đồng. Em giảm giá mẫu xe này 10 triệu con nhé, còn có 309 triệu đồng thôi. Đấy, số tự động, cam kết quý bạn nào không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Mang biển số Hà Nội 30A 66360. 309 triệu đồng cho một chiếc Kia Forte nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Xe thật đẹp các bác nhé. Đây các bạn xem này, ghế da nguyên bản trong nhà máy sản xuất, màn hình cam nồi đầy đủ rồi. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Một mẫu xe Kia Forte nhập khẩu 309 triệu đồng. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Toyota Innova G có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng, con này là bản đủ,
xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bạn nhé. Mang biển số Hải Phòng 15A 20442. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng. 295 triệu đồng cho một chiếc Toyota Innova G bản đủ số sàn, máy 2.0, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bạn nhé. Xe thật đẹp luôn. Cam kết với các bạn là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2021. Đây là phần nội thất của xe này. Ghế lỉ nguyên bản theo xe các bạn nhé. Ghế lỉ nguyên bản này. Màn hình cam nồi đầy đủ. Túi khí ABS đầy đủ. Một chiếc Toyota Innova G số sàn, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. 295 triệu đồng. Đó các bạn xem, rất đẹp. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Trang bị hai dàn điều hòa độc lập nguyên bản, với một dàn điều hòa đằng trước và ba dàn điều hòa. Chiếc tiếp theo là chiếc Mazda 323. Mazda 323 có năm sản xuất 2001, đăng ký lần đầu 2009, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng. Con này trước em bán 98 triệu đồng, bây giờ em giảm giá còn 90 triệu đồng qua nhá. 90 triệu đồng cho một chiếc Mazda 323 này. Tránh mưa, tránh nắng hoặc tập lái quá ok, mang biển số Hà Nội 30A 09401. 90 triệu đồng qua nhá. Một chiếc Mazda 323, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về đấy, đi công trường hoặc tập lái quá ok. Chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Lachetti. Chiếc Daewoo Lachetti có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng. Con này nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, mang tên tư nhân, biển Hải Phòng, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2011, phiên bản là số sàn, máy 1.1, máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 130 triệu đồng. Con này bản Việt, lắp ráp trong nước các bác nhé. 130 triệu đồng, tránh mưa, tránh nắng, tập lái, quá đẹp luôn. Chiếc tiếp theo là chiếc Fiat. Chiếc Fiat có năm sản xuất 2003, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng. Tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, bản sedan hai đầu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 90 triệu đồng quá nhá. Chỉ có 90 triệu đồng cho một chiếc Fiat mang thương hiệu Italia, sơn xi ngoại thất màu xanh quân đội. Ghế da mà, ghế da bò quá nhá. Ghế da bò quá này, đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn cho một chiếc Fiat. Chỉ có 90 triệu đồng thôi, chưa đến 100 triệu đồng. Các bác đã sở hữu chiếc xe Fiat đấy, sơn xi dòng tôn vỏ của Ý thì đi cực kỳ bền luôn các bác nhá. Đấy, tôn vỏ của thằng Ý này thì đi cực lành luôn. Đấy, rất là chắc, không hề mục mọt chi các bác nhá. 90 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Ford Focus. Chiếc Ford Focus có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động, máy 1.8, máy xăng, mang biển số Hà Nội 30G. Đấy, 30G 37726. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 286 triệu đồng. 286 triệu đồng cho một chiếc Ford Focus này. Bản này bản hatchback một đầu quá nhá. Túi khí ABS đầy đủ. Tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Nội thất của xe các bác nhá. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe. Cam kết các bạn là máy số zin. Màn hình cam nuôi đầy đủ. Đấy, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. 286 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2011, phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng. Con này bản e xịn đó nhá. Đấy, 4 bánh hàn đúc, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ, túi khí ABS đầy đủ. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 259 triệu đồng. 259 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios mang biển số 17A.
10087. Đấy. Một chiếc Toyota Rush, một mẫu xe lồi đồng với đá các bác nhá. Sản xuất 2011. Đó các bạn xem, rất ok. Xe thật đẹp các bạn nhá. Chiếc tiếp theo là chiếc Mercedes. Mercedes Clam sản xuất 2002. Phiên bản là số tự động, máy 2.0, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 172 triệu đồng. 172 triệu đồng cho một chiếc Mercedes này. Mang biển số 29A, biển số Hà Nội 94654 này. Chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Lachetti CDX. Chiếc Daewoo Lachetti CDX có năm sản xuất 2010. Phiên bản là số tự động, máy 1.6, máy xăng, mang biển số Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A 36376, với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Một chiếc Daewoo Lachetti CDX số tự động, máy xăng. Con này sản xuất 2010 các bác nhé. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đó. Rất đẹp luôn. Màn hình cam nuôi đầy đủ rồi. Tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, không taxi, không dịch vụ. Daewoo Lachetti CDX. Tôn vỏ mỏng tang các bác nhá. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2014. Phiên bản là số sàn, máy 1.0. Con này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc các bác nhá. Mang biển số 36D này. 01564. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 138 triệu đồng. 138 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning. Bản van số sàn, máy 1.0. Đấy. 2010, 2014 nó mới lăn bánh các bác nhá. Đấy. Sơn xi này, rất là đẹp luôn. Sáng bóng sạch sẽ các bác nhá. Và em lại tiến đến một chiếc này là chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2017. Phiên bản là số sàn, máy 1.25, bản 4 máy, xe gia đình. Mang biển số 35A16680. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. Một chiếc Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, xăng ăn như người. Con này xe gia đình, không taxi, không dịch vụ một ngày các bác nhá. Đấy, đã được độ lên là gương kính, chỉnh điện, cụp xe đầy đủ. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da nguyên bản theo xe các bác nhá. Ghế da nguyên bản theo xe này. Màn hình cam nuôi đầy đủ. Đấy, một chiếc Kia Morning bản Việt, lắp ráp tại miền Việt Nam các bác nhá. 248 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Gate. Hyundai Gate có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 1.1, máy xăng, mang biển số Thanh Hóa này, 36A41967. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Con này bản đủ các nhá, bản đủ, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Sản xuất 2010, đời chót luôn. Đấy. 165 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2010. Phiên bản là số sàn, máy 1.1, máy xăng. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 125 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ toàn quốc cho quý và các bạn nhé. Mang biển số 17A06358. Bác nào mà không rút hồ sơ thì em sẽ bớt cái số tiền rút hồ sơ cho các bác. Đấy, sơn xi màu trắng Kia Morning, sản xuất 2010, 125 triệu đồng quý bạn nhé. Chiếc tiếp theo cũng là chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2016, phiên bản là số sàn, máy 1.25, bản 4 máy, mang biển số 17A18662. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng. Sơn xi ngoại thất màu kem bơ, bản 4 máy 1.25,
sơn xi thật đẹp này, trang bị 4 bánh ao đúc rồi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy dịch vụ hoặc chạy gia đình đều ok các bác nhá. Đấy, sản xuất 2016, phiên bản số tay. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Đấy, một chiếc Kia Morning form mới, sản xuất 2016. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2012. Con này bản nhập các bác nhé. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng. Xin lỗi các bác, 169 triệu đồng. Mang biển số Hà Nội 29A59944. Xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, 4 bánh ao đúc nguyên bản. Đấy, một chiếc Kia Morning, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đó, các bạn xem, rất đẹp các bạn nhé. Một chiếc Kia Morning, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, hạng 169 triệu đồng. 169 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị và bạn nhé. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Getz. Chiếc Hyundai Getz có năm sản xuất 2008, phiên bản là số tay, máy 1.1, máy xăng, mang biển số 37A, biển số Nghệ An 48771. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 156 triệu đồng. Con này nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc các bác nhé. Hyundai Getz, dòng này đi hàng nhập khẩu đi cực lành luôn. Đấy, con này là bản đủ, bản đủ các bác nhé. Đây là phần nội thất của xe này. Đó, ghế lỉ nguyên bản theo xe. Đấy, trang bị túi khí an toàn cho người lái này. Một chiếc Hyundai Getz nhập khẩu, sản xuất 2008, phiên bản số sàn, máy 1.1, máy xăng các bác nhé. Dạ vâng, vừa rồi ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay và báo giá tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng để cho quý vị các bạn được tham khảo. Quý các bạn nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đã có tại cửa hàng em thì hãy cứ nhấc máy alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì anh nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.